Hello hello, xin chào mọi người, trở lại kênh YouTube mình nha. Ok, thì chiều nay mình có mò băng lên cho cua nào nè. Mò hổ cũng tra được mấy lần rồi. Theo như mình biết ăn này tốt hơn nè. Thứ nhất là nó đỡ với hao mòi, ít dơ nước hơn cá với tôm. Chung mình cũng lưng canh như thôi. Chủ yếu thì có cái này nhiều thì cho ăn tốt hơn. Này mình mò với vuông nè. Cái này á, ăn không hết thì để vài ngày sau cua vẫn ăn bình thường. Tại nó sống trong cái nước của cua nuôi luôn. Tại mình có thử rồi. Những con nào sót lại nó gớt xuống đáy là nó bám với nền xi măng nó lên luôn á, sống luôn á, không có chết ha. Những con này rất là bự này, cái này ở đây kêu con giọt xanh nè, anh thấy ngón tay mình không, nó bự hơn ngón tay em, mình bự hơn tay cái luôn nè. Đó, ngón tay em thấy phải không, zoom sẵn cận cho này vào nó đó, đây kêu con giọt xanh. Còn mấy con nhỏ nhỏ này người ta kêu con ngao châu, con nhỏ này nè, ở đây xung quanh dập xanh nè, con nhỏ thì đi nhỏ xíu gì à, nó phần nửa ngón tay à, nó chùm chùm nhỏ nhỏ nè, nó còn nhỏ nhỏ nè, em thấy không? Đó. Cái điện thoại mình nó quay lâu cái hình như nó muốn án luôn, nó bắt nét hay dở. Ok, thì giờ mình sẽ đem vô trong cua cho cua và ăn anh em. Bao nhiêu đây, co bao nhiêu anh? Này tầm khoảng mấy ký ta, 2-3 ký vậy đó. Nói chung là mò có mười mấy 20 phút à. Thấy gỗ bà lớn cái thao cái tay em lớn rồi nè, ăn tầm khoảng 100 con cua được á. Giờ sẽ đem vào này, mình mấy chục con cua ăn 2 ngày 2-3 ngày mới hết. Trong này hơi tối, mình có gọi đèn nè, để này đi anh em thấy đang không, né hết nè. Con này khi còn một con hai con nè, vẫn còn những cái con còn nó vẫn còn sống, bóp cho bể thịt cho mình coi rồi vẫn còn sống. Có số con nào nhiều nó nát hết luôn, chặt hết. Con nào không ăn thì còn nguyên. Đó, anh em thấy như con bên này đóng khối còn nguyên thấy không? Giờ tôi cũng chia phần rồi đó. Cái nào không hết thì mình sẽ đem xuống cái dây gọng nước mình gọng lại, khỏi mai mốt khỏi mò nữa. Nhúng là tại vì nhiều. Ăn này cua nó dễ cứng vỏ hơn nữa. Cua gạch thì lên gạch đỏ luôn, đẹp luôn. Những giáp hai mảnh này thì rất là phù hợp cho với con cua gạch năng. Cua gạch cũng tốt, cua cốm càng tốt hơn nè. Không có gì xấu với nó hết. Con cua này là con cua nuôi lâu nhất của mình nè. Hơn 1 tháng nha, tầm 1,5 tháng hay gì rồi đó. Lúc nuôi từ miệng bây giờ thì cứ ngắt là mình nuôi cho nó lọt luôn em ạ. Con cua trong thùng màu vàng này nè. Phức cánh đèn để ở ngoài trong vườn họ xéo gì được nữa, mình thấy nó mà năng cũng dữ nhất luôn trong bầy á, năng kinh lắm. Tại ngay cái đợt này nè, cái đợt mưa nhiều quá nên mình không có dám mua cua có lái. Tại thường thường ngay đợt mưa bão này cua đó nó trắng mình yếu anh em ạ, đục mình không nó rớt thôi, mình nuôi cua trong vuông không nên thì không cài, không có nhập cua vô thêm. Thì cua toàn cua trong ao của mình đem lên nuôi lại không á, những cua cái này là khoảng nó không mua gạch được, nó chấm gạch à, để dành lại mình nuôi. Đó, bự không, con này thì cái bự nó nhiều mọi tí chung ăn hết mai mốt ăn, nhưng bỏ nhiều quá mình sợ nó đông quá nó ngạt oxy á, bỏ nhiều thôi. Đây con này nó hô hấp chắc mình theo nghĩ chắc nó cần oxy, mà cạnh tranh oxy với con cua rồi sao. Thì mình cho nó bánh đậu mà thôi. Sáng mình sẽ cho anh em thấy ăn ăn sao ha. Tại cua nè, bữa nay ăn no, khi ngày mai ăn ít, khi ăn có con một, cả có con một không chừng nữa. Chứ phải là ngày nào nó cũng ăn nhiều, có ngày nó ăn dữ lắm, có ngày nó không ăn gì hết.
Còn cái này mình thử nghiệm nuôi hai con chung không lỗ luôn à. Đây cua này nhỏ, thử làm sao. Hôm nay nó cũng đâu 6-7 bữa rồi, nó không kẹp lột kẹp gì hết á. Sợ khi lột nó kẹp hơi mấy con nhỏ này, mình nuôi thử cho nó lột luôn. Thử làm sao. Có những bạn lên clip nói rằng nuôi cái này nó chăm sóc chất cực lắm. Thôi mình nghĩ cũng nhàn chứ không nó đổi gì gọi là cực đâu anh em. Ngà cho ăn con lần nè. Thấy mình thấy còn chăm sóc còn dễ hơn con gà ăn vịt nữa. Nuôi con gà vịt chuồng chè, nó dơ, nó cháy, nó hôi chứ nuôi con này không có. Tháp liền thôi. Vịt nó nắm dễ ăn quá hết đâu. Con này còn nữa. Con này cũng còn luôn. Còn nhím ngọc châu mà hết rồi, ba con dọp nè. Cho con dọp đi. Không còn mấy con nó giáp. Bên kia còn đâu mười mấy 20 lỗ gì đó, mười mấy lỗ gì đó, mười mấy 20 lỗ gì đó, chưa có cua. Con này còn nhóc luôn. Con này bỏ vài con thôi. Con này ăn không còn gì luôn, cắn đặc bé hết luôn. Đóng dở dụng không. Còn mấy mồi tôm chưa lụm gà nữa kìa. Nhà sáng lụm rồi hết. Ôi. Rồi gấu xuống luôn. Được mới bật. Hết luôn anh em. Còn con thì chưa có luôn. Để hồi vớt ba con nãy nhiều quá bỏ qua đây vài con cho đó. Lọc chạy ra nè. Ok thì ngày mai mình sẽ quay thêm một khúc nhỏ nữa cho anh em xem nha. Hiện tại thì vậy thôi. Tạm thời kết thúc video tại đây. Em sẽ ngày mai cho anh em xem nó cắn nhừ hết nè. Ok thì hôm nay mình cho anh em xem nó ăn sao nè. Anh em thấy cái này ăn vẫn còn nha. Ăn có con bự rồi, con nhỏ nữa không ăn. Con này cũng ăn con còn bự rồi. Nè thấy à, con này nó ăn nhiều nè, nó làm gớt cái đất hết rồi, mấy cái lỗ nó lọt ra ngoài rồi. Đây là phân của nó. Con này qua bỏ rất là nhiều, bây giờ còn mấy miếng gì à. Dưới đây bên đây cục nè, ở chỗ đánh đàn mình nè. Con này. Con này không ăn luôn anh em ơi. Con này có ăn con còn đứng bể nè. Con này nó ăn muốn hết nè, là nó giục lọt cái đất này trơn nè. Con này cũng ăn cái bánh chảnh cho nên nè, thấy không. Con này con banh chành hết nè, nó bươi gan hết trơn rồi nè. Còn mấy con nhỏ nhỏ ngầu trâu không à, nó dọp đang hết rồi. Con này con kia đang lọt dưới lỗ rồi nè, thấy không, bươi lọt lỗ dưới đó. Cắn nhừ hết nè, con này cũng vậy ha. Đây con cái này ăn nhiều nhất nè. Em thấy nó gồm một đống vỏ dưới không. Con này cũng vậy luôn, một đống vỏ nè. Con này cũng vậy luôn, ok thì nó ăn vậy đó nè. Đêm thấy nó ăn cũng vui lắm, nó miệng càng nhép càng nhép nữa. Đêm còn gọi đèn thì nó ngưng ăn thôi. Chứ nó không có ăn đâu, không có dạng nó đổi mà gọi đèn nó ăn đâu. Còn đêm nó... Để bữa nào mình có thể quay thử cận cảnh ăn cho anh em xem. Quay thử kỹ cho anh em xem luôn. Há hồng. Ok thì cái video này mình chia sẻ cái thức ăn vậy thôi nha anh em, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Mọi người nhớ like, share, ủng hộ kênh video mình phát triển thêm nhiều hơn nha. Đây mình chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp thôi, mình chỉ là người nuôi cua cũng như anh em.
một nông dân thôi, chứ không phải là một chuyên gia gì hết. Mình chia sẻ để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Rồi, kết thúc video anh em.